Thì bà con trước mặt bà con là có miếng lúa Thất Sơn đó bà con. Của bà con xung quanh ta lên xanh lẻ chẳng hạn, còn của Thất Sơn nè. Đó. Còn thấy đất không à? Chút rồi Thất Sơn lại quay gần cho con xem. Thì đây. Cái miếng này. Đó, và cái miếng mà nó miếng này nè. Đó là chung một giống nè. Mấy cái miếng mà nó mờ mờ là chung một giống đó, mua chung một chủ đó con. Do thì không phải là do xạ thưa, là do giống nó yếu ha. Để Thất Sơn lại gần quay cho con xem. Đây thì con thấy ha, nó rất là thưa ha, cái này là do giống nó không không do giống nó không đạt chất lượng, nó yếu đó, thì nó bữa hổm là xả xuống nắng lên cũng không kịp, thì nó không nứt nanh á. Thì bữa nay thì cũng một số ở dưới, nó cũng một số nó cũng nứt nanh lên, còn thì cái hộp nếu mà nó chưa thúi á thì nó sẽ lên ha. Còn những cái hộp mà nó bị nứt cái vỏ chấu á thì nó bị ngấm nước, nó thúi thì nó không bao giờ lên mọng được, nó thúi luôn. Những cái hộp mà nguyên vỏ chấu á mà nó chưa lên mầm kẹp thì nó có mưa nè, nó ngấm nước vô thì nó sẽ lên mầm lại cho bà con ha. Thì nói chung nó đang lên mầm lại một số, nhưng mà ở này mật độ rất là thưa. Ở đây bữa hổm sơ cũng có trộn thuốc ốc gãi nên là không có ốc ha. Xử lý ốc rồi về chung với trộn giống gãi là rất là hay luôn, nó hiệu quả. Còn xịt thì nhiều khi nó có lợi. Thì trong cái vấn đề chọn giống thì bà con lưu ý, một số giống bà con mình mà ngâm á, mình ngâm xuống mà qua đêm sau mình vớt á, mà nó có cái mùi thúi mùi chua là giống nó yếu, 100% giống nó yếu. Thì bà con lưu ý phải lấy ngót cho 2 đêm cho nó ra càng càng cho nó nứt ranh đều, hoặc là ra càng hơi dài dài thì bà con mình phải xả ha. Còn mà nó kiểu như nó nứt nanh có 50% lợi, bà con chưa 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 nứt nanh đó, nếu bà con gấp quá cũng xả luôn thì phải xả nước, xả còn nước ha, xả nước rồi hoặc là mình ngâm lần đi qua ngày sau xả xả nước thì nó sẽ đỡ cho bà con. Còn nếu mà con khai khô con xả thì nó chỉ lên một phần là 50% là nước nanh thôi, còn chưa nước nanh là nó sẽ không lên luôn. Nếu có trời mưa thì còn đỡ, mà trời trời nắng là không kịp thôi. Vụ Long Sơn này mà chịu nắng là cũng lên lúa là không kịp á, mọng yếu yếu là quéo luôn. Thì cỡ này thì dự báo mưa đêm, con vô sẽ thấp thường đó thì nó mưa đêm. Thì nói chung màu lúa này lên thấy cũng im, con nó thưa đều gan luôn, cũng như là lúa cấy nữa thưa đều gan luôn. Ừ, thì đợt này Lạc Sơn sẽ xả dặm vô. Cái này thì nếu mình xả dặm theo cái giống 5451 đó nữa thì chừng nữa thu hoạch không kịp thế mà con. Thì đây Lạc Sơn xả dặm thằng 504 ha. Thì đây 504 một con dòm nè. Cái này Lạc Sơn chỉ ủ có một đêm. Ê, ủ có 12 tiếng à. Rồi ủ 12 tiếng, ủ giấc chiều rồi sáng lại vớt, rồi chiều lấy ngót. Mà sáng nay ra xả là con dòm là giống người ta mạnh nè, thấy không? Nó nứt nanh càng dày thòn luôn, mới có ủ con đêm là ngâm 12 tiếng là ủ con đêm mà rồi con tay này nè, giống này là bà con xả xuống là bao bao lên hết trơn luôn, 100% giống người ta chất lượng vậy đó. Còn với cái nước người ta khi bà con ủ xong á, bà con vớt á, cái nước nó không có thúi, nước người ta cái mùi nó bình thường, nó thơm lắm. Còn nước mà bà con vớt lúa ra mà nó bị thúi thúi ịnh, mà nó cái mùi nó chua chua như khúc mèo á, thì thôi giống nó yếu xiềng. Thì bà con trong cái vấn đề giống thì bà con lưu ý ra, cái vớt ra mà nước chua hoặc là nó thúi, cái nó thúi chua đó thì con nên ủ 2 đêm lấy ngót cho nó ra càng đầy đủ đi hải xạ ha, cho chắc ăn. Để em thôi là cho giống cái tình trạng này đó, thế này tất cả đều giống yếu ha. Rồi Thất Sơn chia sẻ cho con này dặm vô 504 thì chắc đợt này thì có thể lần tháng 2 tháng 3 đó con ơi, cộng đồng cắt có thể tháng 2 tháng 3 luôn đó, nói chung á. Thì cái miếng này cũng là mua chung giống với của Thất Sơn nè con, miếng này của anh đây, của 560, cũng miếng xìu luôn. Nó giống này không biết giống cũ hay sao đó mà nó yếu xìu à, của người ta xạ người ta lên xám, người ta xạ sao người ta lên xám xanh chăng nè, theo một lượt đó. Mà mấy cái miếng đất mà nó yếu yếu là chung một chủ giống không nè, bán giống thì giết chết bà con mình luôn à. Dạ, chọn giống yếu yếu là chung nó xạ dày thì đỡ xíu, xạ cũng như công 25-30 kg thì nó còn lên xanh xanh, còn mà xạ thưa thưa là chết luôn.